Cũng trong sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố tổ chức hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ khối khóa 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong 9 tháng đầu năm, Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan thành phố và các cấp ủy tổ chức Đảng ở cơ sở đã bám sát chủ trương của Thành ủy, nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ khối, đã nỗ lực khắc phục khó khăn để triển khai thực hiện và đạt một số kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Thành ủy và Đảng ủy khối. Đặc biệt đã tham mưu và triển khai hiệu quả chủ đề năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Đã triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị tư tưởng, tổ chức Đảng và đảng viên, kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở. Các cấp ủy cơ sở triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Đảng ủy khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nghị quyết về nâng cao công tác quản lý đảng viên, quan tâm đến các hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Cựu chiến binh khối, Đoàn thanh niên khối nhiệm kỳ 2022-2027.